Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục chương viết code cho loop ghi dữ liệu. Để viết cho loop ghi dữ liệu, mình cần lưu các bạn một số điểm như sau. Thứ nhất là mã nhân viên, ta cần phải xét cho nó bị trùng với không. Thứ hai là dữ liệu mình ghi về bảng này đang ghi vị trí nào rồi. Để ghi dữ liệu đây, ta cần bảng mà bảng trung gian. Ở trung gian này, ta sẽ lấy mã địa chỉ họ tên này, ta sẽ copy từ bên mặt danh sách để sang. Chúng ta sẽ bắt đầu vào làm như sau. Thứ nhất, để cái dữ liệu bên điều kiện này làm sao nhận được dữ liệu ở bên mặt thêm nhân viên, ta sẽ tiến hành là bằng mã nhân viên bằng họ tên, tương tự cho các ô còn lại bạn nhé. Thao tác nhanh. Ok, còn tình trạng mình sẽ tính là xử lý là sau ngày làm việc 2 tháng, tức 60 ngày thì sẽ được là chính thức còn lại sang thực việc nhé. Đấy, today, mình lấy ngày thực tế, mình trừ đứng đấy một cách nhé. Today trừ ngày vào làm và lớn hơn bằng 60 ngày sẽ là chính thức, còn lại sẽ là thực việc. Thử nhé. Mình làm cái ví dụ là 1/1/2020 nhé. Ta xem, đấy, kết quả đã nhận được rồi, ok. Ví dụ mình cần làm một cột nữa là cột sẽ trùng cùng mã nhân viên này. Mình kiểm tra mã nhân viên này ở trong danh sách mã nhân viên này có bị trùng nhau hay không. Nếu trùng sẽ báo là 1 cho mình nhé. Bằng cách mình làm cao ít. Điều kiện. Cột C4. Ok, như vậy bây giờ ta chỉ cần viết hàm BVA dựa vào cái điều kiện này thôi. Mở BVA lên cách nhấn Alt F11, bắt đầu viết sub ID ghi dữ liệu. Ok, tiếp tục ta sẽ kiểm tra xem là mình đang làm thao tác đang làm ở ship mới, mình đang làm ở ship 4, đúng không? Tại sao ship 4? Bởi vì là điều kiện này nó chính là ship 4. Như vậy ta sẽ là nếu ship4.cell có cái ô nào ô B4 thì nó ở hàng 4, B là cột 2 chấm giá trị của nó là gì, value mà giá trị của nó làm sao lớn hơn không, tức là không trùng nó bằng 1 thì nó sẽ là lặp lại một lần rồi nó bị trùng đúng không, như vậy không đúng then rồi. Ok, nếu mà nó báo là nó một thì trùng trùng thì báo thông báo là msgbox thông báo mã đã tồn tại, mã đã tồn tại. Khi báo mã tồn tại xong phải extract ra, ta ngắt câu lệnh nó exit sub. Mặt khác về mặt khác thì làm sao, mặt khác thì ta bắt đầu ghi dữ liệu vào ô bảng này,
Để ghi dữ liệu thì nhất ta phải làm sao? Ta phải tìm tìm xem cái dòng hiện tại đang ở bao nhiêu, tức là tìm được cuối cùng ấy. Muốn tìm được cuối cùng phải khai báo cái hàm ghi chú ở đây là gì. Tìm tìm điều kiện ghi dữ liệu mình cách nào khai báo một hàm trung gian mà đi biến là dòng cuối. Giá trị tham số là long kiểu kiểu biến, kiểu biến là kiểu long. Và cái dòng cuối cùng bằng cái gì? Dòng cuối sẽ bằng đang xác định được cái dòng cuối này là dòng bao nhiêu ở cái bảng như sinh viên. Và dòng cuối sẽ bằng C1 chấm sell tìm ô mà ô nó cuối cùng nó bao nhiêu đâu dòng nào á chấm cao a b b là 1 2 vậy sẽ là 2 cột 2 tìm số cuối cùng n xin là để tiếp tìm cuối, tìm xuống cuối của cái gì cái dòng sau khi tìm cuối rồi cộng thêm 1 để bắt đầu ghi dữ liệu. Sau đó ta có lưu dữ liệu tìm dòng cuối rồi đúng không, bắt đầu lưu dữ liệu bằng cách nào? Một ghi vào dòng sheet đúng không? Sheet 1 tức là danh sách nhân viên ấy thì sẽ bắt đầu là sheet 1 chấm range của cái gì bắt đầu từ OB đi bao nhiêu. Đây sẽ là OB thì nó lại nhiều lắm, bắt đầu từ OB này OB và chỉ số của nó sẽ là dòng cuối. Tới ô nào à? K. Tới ô K. Tới ô K, chỉ số ô K sẽ là dòng cuối. Dòng cuối, ok. Giá trị nó là value bằng lấy cái giá trị đó ra. Giá trị là sẽ lấy từ ô điều kiện nó chính là gì, ship mấy. Ô điều kiện nó chính là ship 4 này đúng không, range thì là trị của nó bắt đầu từ bao nhiêu, từ ô C4 cho tới ô N4 sẽ là ô C4 tới ô N4 chấm value. Sau khi đã lưu dữ liệu xong rồi thì ta cần phải làm gì tiếp theo, đó chính là ta xóa hết dữ liệu cũ đi. Dữ liệu cũ đâu, dữ liệu cũ nhập vào này, xóa hết bảng này ra, xóa dữ liệu ra nhá. Thì có cách nào chưa, ta có cái hàm nằm mới rồi này. Đấy, xóa rồi đúng không, đó đây ta ghi chú là xóa dữ liệu cũ bằng cách gọi hàm call. Sau khi xóa dữ liệu cũ xong, ta muốn quay trở lại với danh sách thì ta dùng hàm close nhân viên gọi về call gọi đến hàm kia, sau đó phải thông báo ms, sau đó phải thông báo lưu thành công ok và ms spot lưu dữ liệu thành công. Xong nó lưu lại. Ok, giờ mình zoom lại các bạn xem code nhé. Sợ mọi người nhìn nó xa quá nên khó nhìn. Kéo động cụ này ra. Mình kéo động cụ này ra cho mọi người nhìn như thế. Đây. Đây là code của mình.
mình có thể xem và sau này đây, bắt đầu cốt đường bàn trước rồi nha. Đây, mình kéo lại cho mọi người xem cốt chờ của mọi người nhìn bé quá. Đấy, ok. Bây giờ nha, mình lưu lại xong này. Rồi mình gán dữ liệu cho ô này. Gán dữ liệu cho cái dữ liệu này. Rồi mình test nha. À, mình thiếu end if. Có end if đây. End if. Lưu lại. Thử. Đó. Đây. Khi bạn bị lỗi thế nha. Lỗi này. Thì end if xong rồi nhớ dừng lại câu lệnh này này. À, xong rồi lưu lại. Như vậy thành công. À, ok. Và bây giờ nữa để mình biết được cho toàn tí này nha. Ừ. Bây giờ mình sẽ đánh thứ tự cho nó nhé. Bằng nếu ô này mà bằng chấm thì nó sẽ là chấm, còn lại nó sẽ là một. À, nếu ô b 8 mà chấm thì nó sẽ là chấm, còn lại sẽ là mắc của cái gì, mắc của ô b này, 2.37 đúng không, cộng một đánh tự động mà bảy thứ rồi, mắc ok tự điền mà rồi chỗ này dùng nha. Cái bảng nhân viên này mình sẽ công thức vào tự auto đây. Nhiều đèn cộng 1. Ok. 3 S cộng 2. Tên là Hoàng. Địa chỉ Hà Nội. Chức vụ. Ok. Mã hợp đồng. Mã số cá nhân là 33. Ngày vào làm 1 tháng 1 năm 2020. Ok, ghi dữ liệu, ghi dữ liệu thành công. Bạn có thể đây đây ghi dữ liệu thành công rồi. Bạn thì nhân viên tự thêm cho tự của mình đây. Đấy, như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách viết xong cái bảng thêm nhân viên. Bảo xong hướng dẫn các bạn viết cái bảng tiếp theo nữa, đó là bảng sửa nhân viên giống như đây, vô tình sửa sai bạn có thể đi sửa được, không cách đây sửa ra bạn, thì tiếp các bạn sửa nhân viên.